Cờ Đô Vlog thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe. Hôm nay, mình trích bài viết này từ CNN với đề tài thẻ tín dụng tốt nhất cho nhà hàng năm 2024. Mình làm về ẩm thực trong hotel, cho nên mình luôn tìm hiểu về những chi tiêu khi hưởng thụ tại những nhà hàng. Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt từ mức cao kỷ lục, bạn có thể nhận thấy rằng việc ăn uống tại nhà hàng vẫn đắt hơn những năm gần đây. Vì điều này, bạn nên đảm bảo rằng mình đang làm mọi thứ có thể để trợ cấp chi phí ăn uống, bao gồm thanh toán bằng thẻ tín dụng để kiếm điểm thưởng hoặc hoàn tiền mặt tại nhà hàng. Nhưng bạn nên sử dụng thẻ tín dụng nào để thanh toán hóa đơn nhà hàng? Với nhiều lựa chọn có sẵn, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các thẻ tín dụng tốt nhất cho nhà hàng và ăn uống cho tháng 1 năm 2024. Hãy xem các thẻ tín dụng ăn uống mà chúng tôi thích và lý do chúng tôi thích chúng. Thẻ tín dụng tốt nhất để đi ăn ngoài vào tháng 1 năm 2024. Không có một thẻ nào phù hợp nhất cho mọi người thích ăn uống. Thay vào đó, chúng tôi đã xem xét các tính năng, tỷ lệ kiếm tiền và phí của một số thẻ tín dụng phổ biến nhất và tìm thấy sáu thẻ là những lựa chọn tuyệt vời cho chi tiêu tại nhà hàng và ăn uống. Đây là nơi mỗi thẻ tỏa sáng. Một thẻ vàng American Express tiềm năng thu nhập tổng thể tốt nhất. Hai thẻ City Premier, kiếm điểm thưởng tốt nhất khi ăn uống và các chi phí hàng ngày khác. Ba thẻ Chaser Sapphire Prefer, tốt nhất để kiếm phần thưởng du lịch với mức phí hàng năm thấp. Bốn thẻ Hilton Honor American Express Supat, tốt nhất để tích điểm khách sạn. Năm Big Mastercard, tốt nhất để kiếm phần thưởng du lịch mà không mất phí thường niên. Sáu thẻ City Custom Cards, hoàn tiền tốt nhất. Bảy, hãy cùng đi sâu vào chi tiết của từng thẻ này và xem chúng so sánh với nhau như thế nào. Một thẻ vàng ở Mexican e tiềm năng thu nhập tổng thể tốt nhất. Nếu mục tiêu chính của bạn là kiếm được nhiều điểm nhất mỗi khi đi ăn ngoài, thì thẻ vàng ở Mexican e chính là thứ dành cho bạn. Với thẻ này, bạn sẽ kiếm được 4 điểm cho mỗi đô la chi tiêu cho mỗi đô la bạn chi tiêu, cho việc ăn uống trên toàn thế giới. Amesgold kiếm được điểm thưởng thành viên có giá trị. Điều này sẽ cho phép bạn chuyển số điểm kiếm được của mình sang 20 chương trình đối tác khách hàng thân thiết khác nhau. Và với trang web dành cho khách hàng, thường xuyên theo point quy định giá điểm thưởng cho thành viên là 2 xu mỗi điểm. Cuối cùng bạn sẽ kiếm được tiền lãi cộng 8% mỗi khi bạn thanh toán cho bữa ăn tối của mình. Đây là lợi nhuận cao nhất mà bạn sẽ nhận được từ bất kỳ thẻ tín dụng nào khác trong danh sách này. Ngoài thu nhập từ phần thưởng cao, Amex Gold còn cung cấp khoản tín dụng sao kê lên tới 10 đô la mỗi tháng, tối đa 120 đô la hàng năm, tại một số người bán được chọn. Chúng bao gồm g giúp, Giàn, Thế chất xét phát to, Gold One.com, Mưu Ba và chọn các địa điểm xét sắc. Các lợi ích khác của Amex Gold bao gồm kiếm 4 điểm mỗi đô la tại các siêu thị ở Hoa Kỳ, lên tới 25.000 đô la mỗi năm. Sau đó một điểm mỗi đô la và 3 điểm mỗi đô la trên các chuyến bay được đặt trực tiếp với các hãng hàng không hoặc thông qua ametan.com. Bạn cũng sẽ kiếm được tới 120 đô la tín dụng Uber Cash mỗi năm. Đây là một cách khác để biện minh cho khoản phí hàng năm là 250 đô la, xem mức giá và phí. Uber Cash có thể được đổi để lấy các chuyến đi Uber và đặt hàng Uber Eats tại Hoa Kỳ. Ưu đãi chào mừng Kiếm 60.000 điểm thưởng sau khi bạn chi 6.000 đô la Mỹ cho các giao dịch mua đủ điều kiện trong vòng 6 tháng đầu tiên sau khi mở tài khoản. Phí hàng năm, 250 đô la. 2 City Perseverance Card, điểm thưởng cho hầu hết các chi tiêu hàng ngày. Nếu bạn là người yêu thích điểm City Thank You, thì thẻ City Perseverance là cơ hội tốt nhất để bạn kiếm được loại tiền có giá trị này. Với thẻ này, bạn sẽ kiếm được 3 điểm thank you cho mỗi đô la bạn chi tiêu tại nhà hàng. Ngoài ra, bạn cũng sẽ kiếm được 3 điểm mỗi đô la với các thương gia thông thường khác, bao gồm siêu thị, trạm xăng, du lịch hàng không và khách sạn. Khi nói đến việc đổi điểm City Thank you để đi du lịch, bạn có hai lựa chọn khác nhau, đặt qua cổng thông tin du lịch của riêng họ hoặc chuyển điểm sang chương trình khách hàng thân thiết của đối tác. Với tùy chọn đầu tiên, bạn có thể đổi điểm thông qua cổng du lịch, hoạt động tương tự như đặt chuyến đi qua Expedia hoặc Orbit, nơi điểm của bạn có giá trị một xu mỗi điểm. Điều này có nghĩa là, nếu bạn có 60.000 điểm thank you chẳng hạn, thì số điểm của bạn có giá trị cố định là 600 đô la Mỹ khi đi du lịch. Tùy chọn thứ hai là chuyển điểm của bạn sang một trong 16 chương trình khách sạn và hãng hàng không đối tác của City theo tỷ lệ 1:1. Điều này bao gồm các chương trình dễ sử dụng như Jetbooster và Wyndham Tuy nhiên, đối tác mạnh nhất của chương trình là các chương trình khách hàng thân thiết của hãng hàng không quốc tế. Chương trình này cần có thời gian để tìm hiểu, nhưng có thể cực kỳ có giá trị khi đặt vé máy bay bằng điểm City. City Premier cũng đi kèm khoản tín dụng khách sạn trị giá 100 đô la Mỹ hàng năm cho các đặt phòng từ 500 đô la Mỹ trở lên khi bạn đặt phòng qua thankyou.com. Tuy nhiên, thẻ thiếu các lợi ích bảo vệ du lịch mà bạn có thể tìm thấy ở các thẻ phần thưởng du lịch khác, như bảo hiểm cho thuê ô tô và bảo vệ chuyến đi bị trì hoãn. Ưu đãi chào mừng, kiếm 60.000 điểm thưởng sau khi bạn chi 4.000 đô la Mỹ cho các giao dịch mua đủ điều kiện trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi mở tài khoản. Phí hàng năm: 95 đô la. 3 Chaser Sapphire Preferred, phần thưởng du lịch với phí thưởng niên thấp. Là một trong những thẻ tín dụng được đề xuất hàng đầu của chúng tôi, Chase Sapphire Preferred cung cấp một cách dễ dàng để tích lũy điểm cho nhiều giao dịch mua hàng của bạn, đặc biệt là khi đi ăn ngoài. Với mức phí hàng năm phải chăng là 95 đô la, chú thẻ có thể kiếm được 3 điểm cho mỗi đô la chi tiêu cho việc ăn uống, bao gồm các dịch vụ giao hàng đủ điều kiện, mang đi và ăn uống ngoài trời, cũng như các dịch vụ phát trực tuyến và dịch vụ tạp hóa trực tuyến bạn cũng sẽ kiếm được 5 điểm mỗi đô la khi đi lip đến tháng 3 năm 2025. 2 điểm cho mỗi đô la chi tiêu cho chuyến đi, hoặc tổng cộng 5 điểm nếu mua thông qua Ultima Rewards ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, và một điểm cho tất cả các giao dịch mua khác. Theo The Poiwi, Safir Psyfer kiếm được điểm Chaser Ultima Rewards, trị giá 2 xu mỗi điểm. Điều này có nghĩa là ba điểm kiếm được mỗi khi bạn quẹt thẻ tín dụng tại nhà hàng sẽ có giá trị hoàn lại 6% khi đổi để đi du lịch. Những điểm này chuyển theo tỷ lệ 1, 1 cho 14 đối tác du lịch khác nhau, bao gồm United Millegaper, British Airways Air Club, Air Canada Azopen, World of Hyatt, v.v. Việc sử dụng các đối tác chuyển nhượng này cho phép bạn tối đa hóa giá trị điểm của mình vì bạn có thể tận dụng điểm hấp dẫn có sẵn trong mỗi chương trình, như đặt chuyến bay nội địa trên American Airlines với giá dưới 10.000 điểm với Bursitis Airways. Nếu không muốn gặp rắc rối về tình trạng sẵn có của điểm hàng không và khách sạn, thay vào đó, bạn có thể đổi số điểm kiếm được thông qua cổng du lịch của Chaser với mức giá cố định là 1,25 xu mỗi điểm. Giống như cổng City, Điều này sẽ cho phép bạn đặt hầu hết các chuyến bay và khách sạn giống như trên Expedia hoặc một đại lý du lịch trực tuyến khác. Các lợi ích khác của thẻ bao gồm khoản tín dụng 50 đô la hàng năm cho các lần lưu trú tại khách sạn được mua thông qua Ultima Rewards ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, phần thưởng điểm kỷ niệm 10% cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện trong năm trước, tư cách thành viên Daspark miễn phí có giá trị trong ít nhất 12 tháng, phải được kích hoạt trước ngày 31 tháng 12. 2024 và một gói bảo vệ mua hàng và du lịch toàn diện. Ưu đãi chào mừng, kiếm 60.000 điểm thưởng sau khi bạn chi 4.000 đô la Mỹ cho các giao dịch mua đủ điều kiện trong vòng 3 tháng đầu tiên sau khi mở tài khoản. Phí hàng năm, 95 đô la. 4 thẻ Hilton Supat, điểm và đặc quyền của khách sạn. Nếu điểm khách sạn là thứ bạn đang theo đuổi, thẻ vượt qua Hilton Honors ở Michigan e sẽ giúp bạn có khởi đầu thuận lợi với việc kiếm điểm khi đi ăn ngoài. Thẻ kiếm được 6 điểm cho mỗi đô la chi tiêu tại các nhà hàng ở Mỹ. Mặc dù điều đó nghe có vẻ giống như mức kiếm tiền cao nhất trong số tất cả các thẻ trong danh sách này, nhưng điểm Hilton Honors thường có giá trị thấp hơn một số chương trình phần thưởng du lịch khác, vì theo Poi quy định giá loại tiền này ở mức 0,6 xu mỗi thẻ. Hilton Super cũng kiếm được 12 điểm mỗi đô la tại các khách sạn Hilton, 6 điểm mỗi đô la tại các trạm xăng và siêu thị Hoa Kỳ và 3 điểm mỗi đô la cho tất cả các giao dịch mua khác. Một lần nữa, đây là những khoản lợi nhuận vững chắc nhưng không dẫn đầu ngành đối với chi tiêu hàng ngày. Hơn nữa, thẻ Hilton Super có một số lợi ích dành riêng cho Hilton. Đầu tiên, nó tự động trao giải cho chủ thẻ trạng thái ưu tú Hilton Gold. Trạng thái ưu tú này bao gồm đêm thứ năm miễn phí khi đổi điểm để đặt phòng, bữa sáng miễn phí hoặc tín dụng thực phẩm và đồ uống, nâng cấp phòng còn trống và điểm thưởng cho các lần lưu trú trả phí. Chỉ cần nhớ rằng bạn đang kiếm được điểm Hilton Honer bằng thẻ này. Điều này khiến bạn không có được sự linh hoạt giống như bạn có với một số thẻ khác như Chaser Sapphire Pfeiffer có thể chuyển điểm cho nhiều đối tác du lịch. May mắn thay, với hơn 6.000 khách sạn trên toàn thế giới, bạn có thể dễ dàng tìm được khách sạn Hilton ở bất cứ nơi nào bạn đi du lịch. Ưu đái chào mừng, kiếm 130.000 điểm thưởng sau khi chi 2.000 đô la Mỹ mua hàng bằng thẻ trong 3 tháng đầu tiên sau khi mở tài khoản. Phí hàng năm 95 đô la, xem mức giá và phí. Năm Buick Mastercard, phần thưởng du lịch không tính phí thường niên. Thẻ Buick Mastercard miễn phí hàng năm mới phổ biến là thứ bắt buộc phải có trong ví của bạn nếu bạn thuê nhà đây là thẻ tín dụng duy nhất cho phép bạn thanh toán tiền thuê nhà miễn phí và nhận phần thưởng du lịch linh hoạt cho mỗi lần thanh toán tiền thuê nhà. Như bạn mong đợi, số tiền này có thể tăng lên trong suốt một năm. Thậm chí tốt hơn, Big Master các còn có phần thưởng danh mục cho nhiều giao dịch mua thông thường, bao gồm cả việc đi ăn ngoài. Với thẻ này, bạn sẽ kiếm được 3 điểm mỗi đô la khi ăn uống, 2 điểm mỗi đô la khi đi du lịch, khi đặt trực tiếp với hãng hàng không khách sạn, công ty cho thuê ô tô hoặc công ty du lịch, và một điểm mỗi đô la cho tất cả các giao dịch mua khác, bao gồm cả tiền thuê nhà. Ngoài ra, bạn có thể kiếm tới 5 điểm mỗi đô la khi đi lip. Và vào ngày đầu tiên hàng tháng, biết gọi đây là ngày thuê, tất cả số điểm kiếm được khi mua hàng, không bao gồm tiền thuê, đều tăng gấp đôi. Vì vậy, nếu bạn tình cờ đi ăn tối vào ngày đầu tiên của tháng, bạn sẽ kiếm được số tiền khổng lồ là 6 điểm cho mỗi đô la chi tiêu cho bữa ăn của mình. Tuy nhiên, có một số hạn chế cần lưu ý bạn có thể kiếm được tới 100.000 điểm mỗi năm khi thanh toán tiền thuê nhà. Tất cả các khoản thanh toán sau giới hạn này sẽ không kiếm được phần thưởng. Hơn nữa, bạn phải thực hiện 5 giao dịch với Build Mastercard của mình trong mỗi kỳ sao kê để kiếm điểm Build cho bất kỳ giao dịch mua nào. Biz gần đây cũng đã triển khai chương trình Biz Dining, cho phép bạn kiếm thêm 5 điểm cho mỗi đô la chi tiêu tại các nhà hàng tham gia. Tuy nhiên, những nhà hàng này hiện chỉ giới hạn ở thành phố New York, Dallas, Atlanta, Chicago và Boston. Điểm Biz Rewards kiếm được có thể được chuyển trực tiếp tới 10 chương trình khách hàng thân thiết của đối tác khác nhau theo tỷ lệ 1-1. Một số chương trình đối tác bao gồm ở American Airlines Advantage United Mille và Wood of Hyatt. Và nếu bạn thích cách tiếp cận đơn giản hơn, bạn có thể đổi điểm của mình thông qua cổng du lịch Build, nơi mỗi điểm có giá trị 1,25 xu. ưu đãi chào mừng, không có. Phí hàng năm, không có, xem mức giá và phí. 6 thẻ City Custom Cards, hoàn tiền lên tới 5% khi dùng bữa. Thẻ City Custom Cards cho phép bạn thay đổi thói quen chi tiêu của mình từ tháng này sang tháng khác mà vẫn tối đa hóa số tiền bạn kiếm được. Điều này là do thẻ kiếm được 5% tiền mặt cho số tiền lên tới 500 đô la, được chi tiêu trong danh mục đủ điều kiện hàng đầu của bạn trong mỗi chu kỳ thanh toán, sau đó là 1% tiền mặt. Không giống như nhiều loại thẻ tín dụng luân phiên khác, bạn không cần chỉ định trước một danh mục. Thay vào đó, bạn sẽ tự động kiếm lại 5% tiền mặt cho bất kỳ danh mục nào bạn chi tiêu nhiều nhất trong chu kỳ thanh toán. Nếu bạn đi ăn ngoài vài lần một tháng, City Custom Cash có thể là thẻ hoàn hảo để chỉ dành cho việc đi ăn ngoài, vì nhà hàng là một trong 10 danh mục đủ điều kiện. Với phần thưởng 5%, bạn có thể kiếm được tới 25 đô la tiền mặt cho mỗi chu kỳ thanh toán, với tổng số tiền là 300 đô la mỗi năm. Và nếu thói quen của bạn thay đổi một vài chu kỳ thanh toán mỗi năm, và bạn thấy mình không ăn ngoài nhiều, thay vào đó, bạn có thể ưu tiên một phần thưởng khác trong danh mục của City Custom Cards, chẳng hạn như xăng, du lịch, cửa hàng tạp hóa, vơ vơ, để kiếm được 5% thưởng. Với thẻ này, bạn sẽ kiếm được điểm City Thank You, điểm này có thể được đổi thành tín dụng sao kê với tỷ lệ một xu mỗi điểm. Tuy nhiên, nếu bạn ghép nối thẻ này với thẻ City Thank You cao cấp như City Premier, bạn có thể kết hợp các tài khoản của mình và sau đó chuyển số điểm kiếm được từ city custom cards sang một trong nhiều đối tác khách sạn và hãng hàng không của city tuy nhiên thật không may đối với tất cả các giao dịch mua khác không thuộc danh mục đủ điều kiện hàng đầu bạn sẽ chỉ được hoàn lại một phần trăm tiền mặt vì lý do này bạn cũng có thể muốn mở thẻ hoàn tiền thứ hai Chẳng hạn như thẻ rút tiền mặt kép City để nhận lại 2% tiền mặt cho mọi thứ bạn mua, 1% khi bạn mua hàng và 1% khác khi bạn thanh toán tắt nó đi. ưu đái chào mừng, kiếm lại 200 đô la tiền mặt sau khi bạn chi 1.500 đô la trong 6 tháng đầu mở tài khoản. Phí thường niên, không có. Phân trích giải tạm dừng nơi đây, hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp. Chào thân ái. McDonald's Vlog